BBTV Podcast. Thưa quý vị, mùa hè đến, một số người dân, đặc biệt là giới trẻ, thường lựa chọn những hồ đập, sông suối có phong cảnh thiên nhiên kỳ thú, mát mẻ, làm điểm dã ngoại, vui chơi, giải trí. Từ đó dần hình thành nên các điểm du lịch tự phát. Những điểm du lịch tự phát này mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho ngành du lịch tại các địa phương nhằm khai thác tiềm năng sẵn có. Tuy nhiên, kèm theo đó là nhiều nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn thương tích và đuối nước từ những điểm du lịch tự phát. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong podcast Câu chuyện cảnh giác của BBTV ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay, tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện ngày càng nhiều các điểm du lịch tự phát. Điểm chung của những nơi như thế này là không có người quản lý, bảo vệ, không có lực lượng cứu hộ, cứu nạn hay cung cấp trang thiết bị như áo phao hay là phao bơi. Thiếu các biển chỉ dẫn đảm bảo an toàn khi tắm, không có nhiều kiến thức, kỹ năng cảnh báo hay xử lý các tình huống rủi ro có thể xảy ra cho du khách. Hơn nữa thì hầu hết những điểm du lịch tự phát này đều có địa hình khá hiểm trở, cách xa địa bàn dân cư, thậm chí có nơi không có sóng điện thoại. Nếu xảy ra sự cố, rất khó để kêu gọi ứng cứu hay hỗ trợ. Mặt khác, người dân khi đi chơi, phần lớn đều không tự trang bị các thiết bị bảo hộ như phao, áo phao, khiến nguy cơ bị đuối nước càng cao. Thực tế, đã có không ít vụ tai nạn xảy ra ở các điểm tự phát, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Gần đây nhất có thể kể đến vào chiều ngày 30 tháng 4, ông Lê T. D, 52 tuổi, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, lên khu vực suối Nước Lạnh thuộc xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh chơi và tắm suối. Trong lúc tắm suối, ông D đã không may gặp xoáy nước nên bị chết đuối. Được biết, thời điểm xuống tắm, ông D không mặc áo phao và khu du lịch này cũng không có cứu hộ. Theo nhiều nhân chứng, khu vực xảy ra sự việc đau lòng trên là do một nhóm hộ dân tự dựng các chòi tre hai bên suối, kết bè tre nứa làm cầu tạm trên mặt nước để đi lại và phục vụ tắm mát vui chơi. Đoạn suối này khá sâu, nước trong vắt nên thu hút nhiều người đến tắm. Dù đã hoạt động một thời gian, nhưng điểm du lịch dịch vụ này chưa được cơ quan chức năng hoặc chính quyền cấp phép. Vâng, thưa quý vị, những vụ tai nạn xảy ra trong hành trình du lịch tự phát không còn là chuyện hy hữu trong vài năm trở lại đây. Đơn cử riêng trong năm 2023 đã xảy ra hơn chục vụ việc tai nạn du lịch dẫn đến mất tích hoặc tử vong. Ngày 12 tháng 7 năm 2023, một nhóm 6 du khách tham gia nhảy và bơi lội tại thác Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Trong lúc nhảy thác, anh TXH, 24 tuổi, quê Phú Thọ, do không biết bơi nên bị đuối nước. Phát hiện sự việc, nhóm bạn và người dân đưa anh H đến trạm y tế cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vào lúc 18 giờ cùng ngày. Trước đó, vào cuối tháng 5 năm 2023, dư luận xôn xao trước vụ việc học sinh và phụ huynh của một trường tư thục ở Tây Mỗ, thành phố Hà Nội, trong quá trình tham quan trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định, đã bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong. Được biết, đoàn tham quan này do phụ huynh tự tổ chức theo kiểu tự phát, tự liên hệ với chủ tàu, thuyền vận chuyển tham quan, không thông báo đến Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Có thể thấy rằng, thực trạng hoạt động du lịch tự phát phát triển rầm rộ trong thời gian gần đây khiến cơ quan quản lý nhà nước gặp khó khăn trong công tác quản lý. Bởi các điểm du lịch này thường không đăng ký kinh doanh nên rất khó quản lý và giám sát thường xuyên. Mặc dù nhiều cơ sở du lịch đã đầu tư khá nhiều lều, trại, cano, thuyền hay những dụng cụ dành cho du lịch khám phá mạo hiểm trong rừng sâu, các thác nước, nhưng loại hình này không tuân thủ một điều kiện tiêu chuẩn cụ thể nào nên không lường trước được mức độ an toàn. Cụ thể, không có người làm công tác cứu hộ hay cung cấp trang thiết bị bảo đảm an toàn khi tham gia dịch vụ. Nhiều khu vực sông suối, thác nước không cắm các biển cảnh báo độ sâu. Trong khi đó, các điểm du lịch này không hề biết cách hướng dẫn du lịch cũng như kỹ năng đảm bảo an toàn, kỹ năng sinh tồn. Bên cạnh đó, việc đi du lịch tự phát không thông qua chính quyền địa phương dẫn tới khi có sự cố xảy ra đều không thể có sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, dẫn tới nhiều hệ lụy đau xót. Về vấn đề này, Thiếu tá Nguyễn Huy Linh, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Đà Nẵng cho hay. Hiện tôi tiếp cận những cái vụ việc này thì đa phần là thời gian đã trễ rồi, mất đi cái thời gian vàng để mà cứu người bị nạn. Thì để mà thực hiện tốt cái này thì cũng khuyến cáo là chính quyền dân chúng ta những cái vị trí nào
nên là không có được là tổ chức là tắm hoặc là được tổ chức khai thác du lịch, thì chúng ta tuyệt đối là phải để biển báo cấm tắm hoặc là những vị trí mà trơn trượt dễ sạt lở, để chúng ta khuyến cáo cho người dân thực hiện, chúng ta không được tự ý tự phát bơi hoặc là du lịch ở những cái nơi mà gần khu vực ao suối, sông suối này. Thực tế cho thấy tại những điểm du lịch tự phát, bên cạnh môi trường du lịch chưa được kiểm định chất lượng thì cơ sở hạ tầng, công trình phục vụ du lịch còn sơ khai, thiếu nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn. Việc tổ chức du lịch tự phát đều thuộc dân địa phương, hoạt động theo thời vụ, theo lượng khách nên có hạn chế về kiến thức, kỹ năng du lịch, không thể cung cấp đầy đủ những thông tin chính xác cũng như yếu tố rủi ro về thiên tai khí hậu liên quan đến trải nghiệm. Bởi vậy, sự cẩn trọng càng đặt lên hàng đầu với những người có sở thích du lịch tự khám phá, nhất là khi đến với những vùng rừng núi. Về vấn đề này, ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo. Tốt nhất là tìm hiểu kinh nghiệm người dân địa phương, trang bị những cái kiến thức, và đặc biệt là trong thời gian mưa bão, có thể qua tư vấn của công ty du lịch chuyên về khai thác du lịch cộng đồng, du lịch khám phá, du lịch mạo hiểm để tư vấn cho một cái lộ trình, một cái chuyến đi đến với khu vực đó nó có những cái đảm bảo an toàn. Thứ nhất đó là về đi lại, thứ hai là sức khỏe, thứ ba là có được cái giấy phép cũng như là bảo hiểm về rủi ro, bảo vệ tính mạng trong hành trình du lịch của mình. Để hạn chế những nguy cơ do hoạt động du lịch tự phát gây ra, Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch Nguyễn Quý Phương đề xuất các địa phương cần có những giải pháp chế tài xử phạt cụ thể để giám sát, quản lý hiệu quả và phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch sẵn có. Bên cạnh đó, các tổ chức cá nhân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác những địa điểm tiềm ẩn rủi ro cao khi tham quan du lịch như khu vực gần sông, hồ, biển cụ thể. Đối với các tổ chức cá nhân khai thác tour tuyến du lịch trải nghiệm, cần thực hiện đúng quy định, tăng cường nhân lực, phương tiện phục vụ cho cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn cho các đoàn du khách. Đồng thời, để quản lý tốt hoạt động du lịch tự phát, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành địa phương. Không thể cấm hoạt động du lịch tự phát, nhưng khi ở một thời điểm nào đó có sự tăng trưởng nóng về du lịch mà nằm ngoài quy hoạch của tỉnh, thì địa phương theo chức năng nhiệm vụ phải vào cuộc kiểm tra, giám sát. Có như thế mới đảm bảo được an toàn dành cho du khách, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Đối với du khách khi tham gia du lịch tự phát, cũng cần tìm hiểu kỹ về điểm đến và trang bị kỹ năng nhất định, các phương tiện đảm bảo an toàn khi tham quan, khám phá thác, sông, suối, hồ đập. Đặc biệt là không nên đặt dịch vụ qua trung gian, trang mạng xã hội hay các chương trình tour du lịch tự phát không uy tín. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường, người mua cần sớm trình báo với cơ quan công an để được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Thêm nữa, với người dân, đặc biệt là người lớn, không bơi ở vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không, nên đi chung với những người bơi giỏi và mang theo phao khi bơi, và đi tàu thuyền, không ăn no, không uống rượu trước khi xuống nước. Chỉ đi bơi ở những nơi bảo đảm an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát, cần thực hiện nghiêm túc về an toàn giao thông đường thủy như an toàn về phương tiện, có đầy đủ phao cứu sinh, áo phao, chở đúng số người quy định. Khi phát hiện thấy người bị rơi ngã xuống nước, cần hô hoán kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân, đồng thời gọi số điện thoại 115 để được trợ giúp. Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu mình không biết bơi và không biết cách cứu đuối, bởi bản thân cũng có thể bị đuối nước. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo. We'll be right back.